Khả năng sau 14 giờ, Nam Bộ vẫn sẽ có mưa đấy ạ. À. Dự báo chiều nay, mưa sẽ xảy ra trên diện rải rác ở toàn Nam Bộ. Mưa vừa, có nơi mưa to là những vùng màu xanh đậm ở trên bản đồ. Trong cơn giông cần đề phòng với lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Từ sáng tới đầu giờ chiều ở Nam Bộ thì trời nắng nhiều. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú nắng nóng 35 độ. Quý vị sẽ cảm thấy nóng rõ vào buổi trưa. Còn ở Cần Thơ và các nơi khác nền nhiệt dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Trời nắng nhiều, chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV cũng ở mức gây hại cao đến rất cao là mức 8 đến mức 9. Quý vị nên sử dụng các biện pháp chống nắng để bảo vệ cho da và mắt của chúng ta. Với kem chống nắng, quý vị nên lựa chọn những loại kem chống nắng có chỉ số PA 4+ các loại kem chống nắng này sẽ chống tia UVA rất tốt, lên đến trên 95%. Còn kem chống nắng vật lý sẽ thấm nhanh và có tác dụng ngay sau khi bôi và phù hợp với cả những làn da nhạy cảm. Còn kem chống nắng hóa học thì quý vị nên bôi trước khi ra nắng tầm 20 phút để có hiệu quả chống nắng tốt nhất. Với thời tiết ở thành phố Phú Quốc hôm nay tiếp tục là trạng thái sáng nắng, chiều tối có mưa dông. Nhiệt độ cao nhất giữa trưa là 32 độ. Tiết trời dễ chịu vào buổi sáng và trưa rất thuận lợi cho các kế hoạch ngoài trời của quý vị. Về chiều tối thì sẽ có mưa dông dễ đi kèm theo lốc xét và gió giật mạnh. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang thì hôm nay ít mưa, trong ngày trời vẫn có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây cấp 3, cấp 4.